Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nguyên văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh tại sân vận động trường Đại học Đức Maria ở Kenya. Đây là bản văn mà Đức Thánh Cha đã chuẩn bị trước, nhưng trong buổi gặp gỡ, Ngài bỏ qua bản văn chuẩn bị trước này và dùng lối nói ứng khẩu. Sau đây là nguyên văn của bài diễn văn. Anh em linh mục, tu sĩ nam nữ và các chúng sinh quý mến của cha. Cha rất hạnh phúc được ở đây với các con để chứng kiến niềm vui trên từng khuôn mặt của các con và để lắng nghe những lời nói của các con và các bài hát của các con tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Cha cảm ơn Đức Giám Mục Mukobo, cha Firi và sơ Michael Mary đại diện cho các con đã có những lời chào mừng đến với cha. Cha cũng cảm ơn các sơ dòng Felici đầy lòng hiếu khách trong hôm nay. Trước hết, cha cảm ơn các con đã góp phần tích cực vào việc phục vụ cho giáo hội và xã hội Kenya, nơi một đất nước có rất nhiều ơn gọi thánh hiến và các linh mục. Cha nhờ các con chuyển lời thăm hỏi trìu mến của cha đến với các nam nữ tu sĩ không thể có mặt với chúng ta hôm nay, và đặc biệt đến với những người già và bệnh nhân mà các con đang phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa đã khởi sự những việc tốt lành trong anh em, đem nó đến chỗ hoàn thành trong ngày của Chúa Giêsu Kitô. Chiều nay, với tất cả tâm hồn, cha muốn dùng lời cầu nguyện của Thánh Phaolô Tông Đồ để nói lên lòng biết ơn vì sự phục vụ trung thành của các con đối với dân Thiên Chúa. Mỗi ngày di chuyển trong bệnh viện và tại nhà riêng của các bệnh nhân, người đau khổ, người nghèo và người yếu thế, các con loan truyền lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Tại các giáo xứ, trường học, các con đã dạy dỗ con trẻ nên những Kitô hữu và là những công dân liêm khiết. Các con giúp xây dựng đời sống tinh thần và đạo đức của một xã hội đặt nền tảng vững chắc trên sự trung thực, công bằng, liên đới và có trách nhiệm tự do. Một cách đặc biệt, các con phục vụ như là dấu chỉ sự hiệp nhất của giáo hội, gồm tất cả mọi người, mọi ngôn ngữ, không loại trừ ai, để tìm kiếm ơn cứu rỗi cho tất cả. Cha xin tất cả các con hãy yêu mến ơn gọi của các con như là quà tặng đến từ Thiên Chúa và giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết trong các con luôn sống động. Trái tim người trẻ trong các con luôn bừng cháy vẻ đẹp của một đời sống bước theo chân Chúa Kitô, thánh hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Các con hãy nhắc lại mỗi ngày từ xin vâng trước ơn kêu gọi của Chúa để bước theo Ngài bằng việc tuân giữ các lời khuyên tin mừng, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, để trao hiến cho Ngài tất cả những gì các con đang có. Mặc dù chúng ta đang thi hành sứ vụ tông đồ của mình trên mặt đất này, nhưng tâm hồn chúng ta phải hướng về trời cao trên thiên đàng. Hãy cầu nguyện là trung tâm của đời sống của các con. Mỗi cá nhân, cộng đoàn hãy cầu nguyện mỗi ngày. Cha cũng xin cảm ơn dòng kín bằng đời sống cầu nguyện âm thầm đã góp phần rất nhiều vào sự phong phú nơi sứ mạng giáo hội ở đất nước này. Anh em linh mục thân mến, ơn gọi của các con là bước theo gương Chúa Kitô nên vị mục tử nhân lành để đi ra tìm kiếm những người nghèo, bệnh nhân, những người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là cội nguồn niềm vui của chúng ta, là nên sứ giả của lòng thương xót và tình yêu của Chúa cho mọi người không phân biệt ai. Những khi có quá nhiều việc mục vụ và phiền nhiễu, hãy biết cầu nguyện, sống tình anh em linh mục đoàn, sống cộng đoàn, hiệp tâm trí với giám mục của các con và thường xuyên chạy đến với bí tích hòa giải để có sức mạnh và làm thành lũy chống lại sự cám dỗ tinh vi của tinh thần thế tục. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta là để thừa hưởng ân sủng của Ngài
bất chấp những hạn chế yếu kém của chúng ta. Ngài là linh mục thượng phẩm đời đời, Đấng đã kinh qua những đau khổ. Ngài sẽ gia tăng sức mạnh cho chúng ta, biến đổi thập giá thành niềm vui chiến thắng. Các chúng sinh thân mến, các con cũng rất gần trong trái tim cha. Những năm chuẩn bị và biện phân là thời gian đầy ân sủng để đọc ra ý muốn của Thiên Chúa trên đời mình. Về phần các con, đòi phải có sự trung thực, phải hiểu biết về chính bản thân mình và phải có ý muốn độc thân thánh hiến. Ơn gọi của các con phải được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của từng người nơi các con và sự tự do nội tâm trong việc tìm kiếm. Trên tất cả, đây là thời gian của niềm vui thiêng liêng, niềm vui nơi tâm hồn các con mở ra trước tiếng nói của Chúa và chuẩn bị một cách khiêm nhường, hy sinh mọi thứ để phục vụ dân thánh của Chúa. Các con thân mến, tin mừng chúng ta rao giảng và phấn đấu để sống không phải là một con đường dễ dàng. Nó là con đường hẹp, nhưng nó tràn đầy niềm vui không kể xiết trong tâm hồn. Một lần nữa, cha lặp lại lời của Thánh Tông Đồ để đảm bảo với các con rằng tôi vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho tất cả anh em hết thảy. Cha cũng xin các con hãy cầu nguyện cho cha, và cha ghi nhận tất cả các con đã trải nghiệm một tình yêu trong Chúa Giêsu Kitô. Với lòng yêu mến, cha ưu ái ban phúc lành của cha cho tất cả các con. Mungu Awa Bariki. Thiên Chúa chúc lành cho các con. Thank you. May we now arise, please, and clap for the Holy Father.